Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube Tạp chí Việt Times. Hơn 850.000 người ở các vùng kiểm soát lũ lụt ở tỉnh Hà Bắc Trung Quốc được yêu cầu rời khỏi nhà khi giới chức mở các khu vực chứa lũ dọc theo những tuyến đường thủy để thoát nước lũ ở Bắc Kinh. Cơ quan quản lý khẩn cấp tỉnh Hà Bắc cho biết đã kích hoạt 7 khu vực chứa lũ, chuyển 1,8 tỷ mét khối nước lũ để giảm bớt sức ép cho Bắc Kinh và Thiên Tân. Thị sát các nỗ lực cứu trợ lũ lụt ở thành phố Bảo Định và Tân khu Hùng An, Bí thư tỉnh ủy Hà Bắc Nghe Nhạc Phong cho hay, tỉnh này nên đóng vai trò là con hào của thủ đô. Kể từ khi bão Doksuri đổ bộ cuối tuần trước, thủ đô Trung Quốc ghi nhận lượng mưa lớn nhất trong 140 năm qua, với 11 người thiệt mạng ở Bắc Kinh và 9 người ở Hà Bắc. Cảnh báo mưa bão với Hà Bắc đã được dỡ bỏ, nhưng chiều mùng 3 tháng 8, Bắc Kinh lại phát cảnh báo màu vàng mới, mức cao thứ 3 trong hệ thống cảnh báo 4 cấp của Trung Quốc, và lũ lụt vẫn là mối nguy hiểm cho cả hai khu vực. Cơ quan quản lý khẩn cấp tỉnh Hà Bắc cho biết đã mở cửa 7 khu vực ở những vùng trũng thấp để chứa nước lũ. Những khu vực này nằm trong trung tâm của hệ thống kiểm soát lũ lụt của Trung Quốc. Tỉnh Hà Bắc là nơi có 13 trong số 98 khu vực trữ nước lũ trên cả nước. Thiên Tân cũng kích hoạt một khu vực trữ nước lũ ở huyện Tĩnh Hải, yêu cầu người dân di chuyển ra ngoài vào chiều mùng 3 tháng 8. Khi kích hoạt khu vực chứa lũ, chúng ta đã hy sinh bản thân và đóng góp cho đất nước và người dân Bắc Kinh, Thiên Tân và Hà Bắc. Lịch sử sẽ ghi nhớ những thành tích của chúng ta, huyện Tĩnh Hải nêu trong thư ngỏ gửi tới người dân địa phương. Kỹ sư thủy lợi Trang Xiao Tao chia sẻ với đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV rằng, việc chuyển nước lũ tới nơi chứa lũ có thể làm giảm lưu lượng đỉnh của sông và giảm áp lực cho các thành phố ở hạ nguồn. Cư dân ở những vùng trữ lũ được chuyển tới nơi ở tạm thời của chính quyền và chưa thể trở về nhà ngay, theo truyền thông Trung Quốc. Một quan chức cấp cao về thủy lợi của Hà Bắc cho biết sẽ mất tới một tháng để nước lũ rút khỏi những vùng đất ở khu vực ngập lụt. Nhiều ngôi nhà có thể bị hư hại quá nặng không thể ở được. Trong những trường hợp đó, chủ sở hữu có thể yêu cầu chính quyền địa phương bồi thường. Tuy nhiên, theo chỉ thị của Quốc vụ Viện Trung Quốc có hiệu lực năm 2000, số tiền bồi thường tối đa chỉ bằng 70% giá thị trường. Nhiều chuyên gia cho rằng thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc ghi nhận lượng mưa lớn nhất 140 năm qua trong thời gian từ ngày 29 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8 với 744,8mm. Theo Reuters, mưa lớn trút xuống Bắc Kinh, Thiên Tân và tỉnh Hà Bắc sau bão Doksuri gây lũ lụt và thiệt hại trên diện rộng ở khu vực có diện tích bằng đất nước Anh. Mưa lớn kéo dài khiến Bắc Kinh lần đầu tiên sử dụng một hồ chứa lũ kể từ khi được lập ra cách đây 25 năm để điều tiết nước lũ. Tại Hà Bắc, một trạm thời tiết địa phương ghi nhận lượng mưa 1.003mm trong khoảng thời gian từ 29 tháng 7 đến mùng 2 tháng 8. Đây là lượng mưa thường được ghi nhận trong hơn nửa năm. Lượng mưa kỷ lục ở Bắc Kinh xảy ra khi miền Bắc Trung Quốc hứng chịu mưa lớn do hoàn lưu bão Doksuri di chuyển lên phía Bắc sau khi đổ bộ vào các tỉnh miền Nam Trung Quốc trước đó. Doksuri là cơn bão tồi tệ nhất tấn công Trung Quốc trong hơn một thập kỷ. Theo các chuyên gia thời tiết Trung Quốc, ngoài hoàn lưu bão Doksuri, những luồng không khí ẩm và ấm cùng hơi nước do cơn bão Khanun di chuyển chậm ở Tây Thái Bình Dương đã mang tới những điều kiện cho mưa lớn ở khu vực Bắc Kinh. Các nhà khí tượng học giải thích, khi hoàn lưu bão Doksuri hướng về phía Bắc và phía Đông, bị một hệ thống áp cao lục địa, cận nhiệt đới trong bầu khí quyển chặn lại, dẫn tới hơi nước hội tụ liên tục như một đập trữ nước. Những đặc điểm địa hình trong khu vực cũng góp phần dẫn tới mưa lớn. Khi lượng lớn hơi nước tập trung ở phía Bắc Trung Quốc và bị gió thổi từ dưới bay lên, làm mưa dịch chuyển về phía đông của dãy Thái Hành Sơn, trong đó có quận Phong Sơn và Môn Đầu Câu của Bắc Kinh. Đây là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt mưa lũ. Cùng lúc đó, hàng loạt mây đối lưu tập trung trong khu vực dẫn tới mưa lớn trong thời gian dài, càng làm trầm trọng thêm thiệt hại ở khu vực Bắc Kinh và làm phức tạp hoạt động cứu hộ. Tại các khu đô thị của Bắc Kinh, hàng trăm con đường ngập lụt, các công viên và điểm du lịch phải đóng cửa. Hàng trăm chuyến bay bị hoãn hoặc hủy tại hai sân bay lớn của thành phố. Một số tuyến tàu điện ngầm và tàu hỏa cũng ngừng hoạt động. Thiệt hại rõ rệt hơn cả là các vùng ngoại ô phía tây của thành phố. Tại các quận Phong Sơn và Môn Đầu Câu, nước lũ dữ dội trên đường phố cuốn trôi ô tô. Nhiều ngôi làng ở khu vực miền núi bị cắt điện, khiến chính quyền phải triển khai trực thăng để thả thực phẩm, nước uống và đồ tiếp tế khẩn cấp. Thành phố Trác Châu của Hà Bắc, nơi có hơn 600.000 dân, tọa lạc tại phía tây nam Bắc Kinh, bị ngập một nửa, với khoảng 134.000 cư dân bị ảnh hưởng và 1/6 dân số thành phố phải sơ tán. Mưa lớn sau khi bão suy yếu là điều bất thường ở Bắc Kinh và các vùng lân cận. Theo truyền thông nhà nước, Bắc Kinh ghi nhận ít nhất 12 trận mưa lớn do bão gây ra kể từ khi giới chức bắt đầu ghi dữ liệu. Năm 2017 và 2018, cơn bão Haitang và Ampin đều gây mưa hơn 100mm ở Bắc Kinh.
Một trong những đợt mưa lớn nhất ở thủ đô của Trung Quốc là do bão Wanda năm 1956, khi lượng mưa hơn 400mm. Theo đài CGTN, kỷ lục về lượng mưa ở Bắc Kinh từng được ghi nhận trong lịch sử từ ngày 23 đến 29 tháng 7 năm 1883 với 510,3mm. Ngày 23 tháng 7 năm 1891, lượng mưa 609mm được ghi nhận ở Bắc Kinh, và kỷ lục này cũng là lượng mưa lớn nhất trong lịch sử. Thực tế cho thấy hai cơn bão liên tiếp Khanun và Doksuri tăng thêm mối lo ngại về an ninh lương thực của Trung Quốc, trong bối cảnh lệnh cấm xuất khẩu gạo ở một số nước đẩy giá thực phẩm toàn cầu tăng cao. South China Morning Post cho hay, mưa lũ xối xả do ảnh hưởng của bão khiến các quan chức và nhà nghiên cứu phải cảnh báo về tác động nghiêm trọng đối với sản xuất nông nghiệp ở Trung Quốc. Bão Doksuri đổ bộ vào Trung Quốc hôm 28 tháng 7. Hoàn lưu bão Doksuri cùng với sự xuất hiện của bão Khanun trong tuần này gây ngập lụt các cánh đồng và làm hư hại mùa màng ở miền Bắc Trung Quốc, khiến các cơ quan nông nghiệp lo ngại về tác động tiềm tàng đối với cơ sở sản xuất ngũ cốc ở phía Đông Bắc. Một số quốc gia bao gồm Ấn Độ gần đây đã công bố lệnh cấm xuất khẩu gạo, làm dấy lên lo ngại về giá tăng và tâm lý mua vào hoảng loạn, mặc dù nguồn cung trong nước vẫn đủ. Ma Wenfeng, nhà phân tích của công ty tư vấn kinh doanh nông nghiệp phương Đông Bắc Kinh cho biết, mưa gây ra lũ lụt ở một số khu vực phía Bắc Trung Quốc, nhưng sẽ có ảnh hưởng hạn chế đến sản xuất chung. Tuy nhiên, đó là một cảnh báo khác về thời tiết bất thường mà chúng ta đang ngày càng thấy rõ. Điều này chắc chắn mang lại những tác động bất lợi ngày càng tăng đối với năng suất cây trồng. Tính đến ngày 3 tháng 8, ít nhất 20 người ở Bắc Kinh và tỉnh Hà Bắc đã thiệt mạng do mưa lớn. Theo Bộ Nông nghiệp và Nông thôn, Bắc Kinh phân bổ 432 triệu nhân dân tệ, tương đương 60,1 triệu đô la Mỹ, hỗ trợ tài chính cho các nhà sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, vẫn còn sự không chắc chắn lớn về tác động ngắn hạn, trong khi việc giảm nhẹ thiên tai sẽ cực kỳ khó khăn và thách thức. Mưa lớn do bão Khanun và bão Doksuri dự kiến gây tác động nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp của Trung Quốc khi mưa tiếp tục tấn công khu vực sản xuất lúa gạo ở phía Đông Bắc. Trung Quốc cũng đang phải đối mặt với một thị trường toàn cầu đầy biến động do các cú sốc khí hậu ở phần còn lại của thế giới, cùng với lệnh cấm xuất khẩu gạo gần đây của Ấn Độ, Nga và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã đẩy giá lương thực thiết yếu tăng cao trong những tuần qua. Một nhà phân tích cao cấp tại trang cung cấp thông tin nông nghiệp cho hay, Trung Quốc có dự trữ gạo dồi dào và sản lượng nội địa ổn định, nhưng cơn hoảng loạn mua hàng ở Bắc Mỹ có thể lan sang Trung Quốc. Theo người này, khi nhiều quốc gia cấm xuất khẩu gạo, giá gạo toàn cầu có thể sẽ tăng cao hơn nữa. Bởi thông thường, điều ảnh hưởng đến thị trường không chỉ là cung cầu mà còn là tâm lý. Ấn Độ, nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, đã công bố lệnh cấm xuất khẩu gạo tẻ thường, ngoại trừ gạo Basmati, vào tháng trước để hạn chế tăng giá trong nước. Sau đó, Nga và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng công bố lệnh cấm tương tự. Trong khi đó, Nga từ chối gia hạn sáng kiến ngũ cốc Biển Đen vào tháng trước, sáng kiến từng đảm bảo xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraine ra thị trường thế giới. Tại Trung Quốc, năng suất lúa cũng có thể giảm do bão và các hiện tượng liên quan đến El Nino. Các sở nông nghiệp trên khắp Trung Quốc yêu cầu nông dân trồng thêm đậu tương. Khi Bắc Kinh tìm cách giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng và xung đột Nga-Ukraine, theo dữ liệu hải quan, Trung Quốc đã nhập khẩu hơn 80% đậu tương trong vài năm qua. Bắc Kinh đã đưa ra các biện pháp cứng rắn để đảm bảo tự cung tự cấp lương thực trong những năm qua, bao gồm một chiến dịch toàn quốc thu hồi đất canh tác và đầu tư lớn vào việc hỗ trợ các nhà lai tạo giống trong nước trồng các loài cây có năng suất cao hơn. Năm nay, Trung Quốc đã phải chịu đợt giảm sản lượng lúa mì đầu tiên kể từ năm 2018, chủ yếu do mưa tàn phá tỉnh trồng lúa mì lớn nhất là Hà Nam vào cuối tháng 5. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi đã kết thúc tạp chí Việt Times của chúng tôi. Những thông tin mới nhất về các cơn bão sẽ được chúng tôi cập nhật thường xuyên. Kính mong quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.